Chào mừng tất cả cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, và hôm nay Quỳnh Mai quay trở lại với tất cả mọi người. Các bác có thể thấy phía sau lưng của em đây không ạ? Đó, bên trái, bên phải các bác có thể nhìn tới nhìn lui này. Mọi người ơi, số lượng ngày hôm nay đèn về quá trời là nhiều luôn. Đối với dòng sản phẩm đèn nhập kho ngày hôm nay thì cái mẫu đèn có tên là DTJ95 và mã đèn là DTJ86, hai cái mẫu đèn, và trong thời gian qua Quỳnh Phạm nói chung các bác là bán số lượng rất là nhiều. Thì hai cái mẫu dòng sản phẩm ngày hôm nay về được cả ánh sáng trắng và ánh sáng vàng, và em sẽ lên luôn cái ánh sáng trắng luôn cho người, đó chính là cái mẫu đèn có tên là DTJ95. Và cái video mà test đèn thì em đã để góc bên này màn hình, các bác có thể nhìn ở sang bên này đó. Các bác lưu ý nhá, tất cả video test đèn Quỳnh Phạm để ở góc bên theo hướng tay em chỉ ở đây là video test thực tế luôn. Cái độ chiếu sáng của nó rất là xa, các bác nhìn kỹ lên video đây, em để góc thu nhỏ trên này rồi, mọi người chú ý lên video. Còn hiện tại đang ở kho thì đương nhiên ban ngày sẽ không test được ánh sáng của đèn rồi, cho nên bọn em sẽ chỉ test vào ban đêm thì nó mới rõ được cái ánh sáng, thì các bác vui lòng xem lại video cũ ở trên góc màn hình này nhá. Đó, còn hiện tại ở đây là đang ở kho và em sẽ quay thực tế luôn cho mọi người cái dòng sản phẩm ngày hôm nay nhập kho. Các bác nhìn kỹ này, đây em cho các bác xem luôn. Đấy, mọi nhìn thấy không ạ? Qua trái này, qua phải này, phía sau lưng em này rất là nhiều luôn nha. Các bác bảo là 1.000 chiếc đèn không phải là số lượng ít, và nhập hàng ngày hôm nay thì đầy đủ các màu sắc luôn cho anh em luôn. Và ngày hôm nay tại buổi video ngày hôm nay khi các bác chúng ta mua đèn, và em sẽ tặng kèm theo cả gọi là cái tính đổi màu luôn cho anh em. Tại vì trong thời gian bán hàng rất nhiều nhu cầu, bác hỏi em là em ơi, em có cái đèn vàng, đèn hai màu không? Và Quỳnh Phạm xin thưa mọi người là em có nha mọi người nha. Đó, em có ánh sáng hai màu luôn. Tại vì sao ạ? Tại vì cái đèn này nó là ánh sáng trắng rồi. Các bác chỉ cần thay cái phần kính màu vàng và là nó sẽ ra ánh sáng vàng luôn, ok chưa? Và chúng ta sẽ đi đập hộp cái dòng sản phẩm này. Đây, bên trong của nó sẽ gồm theo gì ạ? Một cái củ sạc thế này. Củ sạc này là một củ sạc mẫu hàng cao cấp nha các bác nha. Tất cả củ sạc này, trên sạc này có báo đèn LED như này. Khi mà các bác cắm vào nó chưa đủ điện nó sẽ xuất hiện đèn đỏ. Còn khi mà nó màu xanh là nó sẽ đầy đèn mọi người nhá. Đó, và tiếp theo nữa là gì ạ? Một cái dòng sản phẩm cao cấp thì đương nhiên nó sẽ phải có dây bản to như này rồi. Dây bản to này, dây chống giãn, chống bay cho em nha. Dùng rất chìa bền, dây đội đầu mọi người. Đó, cái dòng bản này dây của nó là dây 1 ly. Dây 1 ly nó tương đối là dây bản dây nha các bác nhá. Bản dây chun này. Chun này nó cái độ co giãn của nó rất là đàn hồi. Chúng ta đeo đầu này nó rất là ôm đầu luôn. Và cái tỷ lệ giãn của nó hầu như là không có luôn. Nói chung là cái dây này rất là bền cho các dòng cái dây mà nó dây chun mà nó thưa mắt các bác. Những cái dây đấy nó rất là nhanh, làm sao nhanh giãn chun, và chúng ta hay phải thay cái dây đội đầu. Còn riêng dòng sản phẩm chữ này nó rất là bền dây nha. Và tiếp theo nữa gì ạ? Đi đến nhân vật chính của ngày hôm nay, đó chính là em đèn này. Đấy, có nhìn thấy không ạ? Hàng này của nó có tên này, có khắc laser trên thân đèn luôn, có chữ gì ạ? DTJ95 luôn. Và công suất của em này là nhà máy đang dập 10.000W. Nhưng Quỳnh Phạm nói thật lòng luôn mọi người là dập thì dập thôi, nhưng bản thân em bán hàng thì em nghĩ là nó không được 10.000W đâu mọi người. Đấy là nói chân tình luôn nha mọi người nha. Nhưng mà nó rất chìa sáng. Đó, người ta dập như này để là căn cứ để làm sao để chúng ta mường tượng và hiểu ra rằng đây là một mẫu đèn siêu sáng thôi, chứ để mà nói công suất 10.000W Quỳnh Phạm nghĩ là không đến đâu. Đấy là em nói chân tình luôn, còn bác nào tin em thì ủng hộ em thôi, ok chưa? Và cái mẫu đèn này của nó các bác nhìn kỹ luôn cho em, toàn bộ cái tráng này nhá, toàn bộ cái tráng đèn này của nó chất liệu hợp kim nhôm, chất liệu của hợp kim nhôm, và trên này nó có khắc một nó có dán một cái tem logo hình con hổ này, mới là hàng chính hãng nhà máy luôn cho em. Còn nếu mà trên thị trường không có cái mẫu đèn này, đó, không có tên tuổi và không có logo như này thì đương nhiên sẽ là hàng nhái rồi, đúng không ạ? Thì các bác mua hàng lưu ý đến đúng dòng sản phẩm này, có tem logo con hổ trên thân đèn là một này, có hai điểm nhận dạng nhá. Và tiếp theo nữa, trên thân đèn phải là khắc laser DTJ95 gạch ngang 10.000W như này, mới là hàng chính hãng nhà máy đưa ra. Còn nếu không thì xin thưa các bác, đã mua phải hàng giả hàng nhái thì pin của nó rất là kém chất lượng, cũng như là ánh sáng của nó đẩy ra rất là kém nhé các bác nhá. Đó, không giống như dòng sản phẩm em test ở trên này đâu. Đó, và cái mẫu này của nó các bác nhìn kỹ luôn cho em, toàn bộ gì ạ? Chip LED của nó là chip LED laser đời mới, các bác nghe rõ nhá. Chip LED laser mà đời mới, một cái chip LED chiếu rất là xa, khi đã gọi là laser nó ánh sáng nó rọi rất xa luôn, khoảng 200-300m các bác thoải mái luôn cho em. Và cái ánh sáng này của nó, ánh sáng của ban ngày nó rất là tự nhiên. Chúng ta dùng nó chiếu rất là xa là cái thứ nhất, và cái thứ hai khi các bác chúng ta đi soi ếch, soi lươn, nói chung là đánh đêm ấy, đi soi chim, soi cò ban đêm ấy, thì chúng ta đi đánh lưới đêm ấy, soi nó rất là chính xác luôn. Cái độ rọi của em này các bác, em bao các bác đứng từ bờ sông bên này sang bờ sông bên kia các bác soi thoải mái luôn cho em. Và cái hàng này của nó riêng bằng nhôm và kết hợp như ABS, độ tản nhiệt rất là cao luôn các bác nhá. Nó giảm cái tỷ lệ nóng cái chóa đèn này, đó, nóng cái men ở bên trong này, cho nên giảm tỷ lệ cháy đi rất là cao. Ví dụ như những cái mẫu này em đang bán ra trên thị trường thì em cũng đã dùng thử rồi, và nhà em cũng đã dùng, nói thật một cái đèn em bỏ ra dùng cả năm nay rồi nhưng không có vấn đề gì với lỗi sản xuất cả, dùng rất là ok, các bác có thể thử, ok chưa? Và giá của nó ngày hôm nay báo giá luôn này, các bác mua một cái đèn này và em sẽ tặng theo một cái kính đổi màu nữa. Anh ơi, lấy hộ em cái kính đổi màu với, tặng
theo một cái kính đổi màu nữa với giá là bao nhiêu? 379.000 anh nhá. 379.000 các bác nhá. Giá này miễn phí vận chuyển 63 tỉnh thành rồi. Đó, một cái chiếc đèn như này. À, một chiếc đèn như này và em sẽ tặng kèm theo kính đổi màu. Đây em sẽ lấy kính cho bác xem. Các bác chờ đợi cho em trong giây lát nhá. Đây, có nhìn kỹ này. Đấy, cái kính đổi màu đây nhá. Đó, có nghĩa là các bác mua một chiếc đèn này các bác sẽ được hai gì ạ? Sẽ được hai màu sắc luôn, đúng như chúng ta mong muốn đúng không ạ? Bình thường các bác muốn mua dòng sản phẩm hai màu sắc thì em Quỳnh có luôn để phục vụ các bác. Cái kính này là nhà máy cung cấp chứ em không làm được ra đâu ạ. Cái kính này thì em đã đặt nhà máy và nhà máy đã gửi cùng cái lô đèn về đêm qua luôn cho em và em xin phép là tặng các bác với mức giá là 0 đồng luôn nha. Các bác mua cái đèn này 379.000 và em sẽ tặng kèm theo cái kính này với giá là 0 đồng luôn, vẫn giữ nguyên giá luôn cho người, ok chưa? Và giá này đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Các bác nào mà đang xem video của em muốn nhu cầu sử dụng dòng sản phẩm đèn siêu sáng thì có thể thử cái mẫu sản phẩm này. Giá thành rất là hợp lý và quan trọng nữa đèn này dùng rất là bền. Pin của em này em đã test thực tế tại shop là nó được 7 giờ mọi người nhá. Đấy là nói chân tình các bác luôn. Còn trong quá trình chúng ta sử dụng nếu có vấn đề gì pin được khoảng 2-3 giờ thì chắc chắn là nó lỗi rồi đúng không ạ? Em sẽ đổi mới luôn cho mọi người luôn nhá. Cam kết uy tín luôn. Các bác đang xem video đừng quên ấn chia sẻ và đăng ký kênh giúp em và ấn theo dõi kênh nha các bác nhá. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em, chúc các bác chúng ta lên một cái đơn hàng thành công. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn các bác những buổi video sau.